đôi khi trộm nhìn em xem dung nhan đó chứ bây giờ ra sao, em có còn đôi má đào như ngày nào kể từ khi vắng nhau. Xanh xui quay rồi ít 5.500 thì như đã hứa trong video clip trước mình không có đủ thời gian để test, thì giờ mình vừa test xong cái quay rồi ít 5.500 này thì đây là một dòng reserver
khủng long của hãng Sensui, có thể nói nó sánh ngang dòng 9090 DB hoặc là 5000X, nhưng mà về chất âm thì mình tin chắc là nó hơn dòng 5000X, và về mức giá thì nó rẻ hơn rất là nhiều, chỉ 16,5 triệu thôi. Sensui QRX 5500 thì mình sẽ nhắc lại một chút thông số để kết thúc video này. Cái này là một cái âm receiver khủng, ngoài chức năng âm ly thì nó còn có chức năng radio rất là hay. Chiều ngang của nó lên đến 60cm với cái một cái bộ khung bằng gỗ nhìn rất là sang trọng và tinh tế, và cũng không kém phần cổ điển. Mặt trước của nó là một cái mặt phay nhôm với một cái màn hình rất là dài để hiển thị các tần số radio từ FM nó lên đến 108, nên là một mức FM rất là phù hợp cho chúng ta để bắt được tất cả các đài Việt Nam. Ngoài ra phía dưới nó có sở hữu 4 cái đèn đồng hồ VU. Với cái đèn đồng hồ VU này thì nó sẽ nhảy theo nhạc rất là đẹp, đẹp, nó sang trọng hơn hẳn so với những cái dòng Bania 7008. Và ngoài ra nó còn có cái nút chỉnh backtrack cho các kênh phong và rear, loudness và cổng vào cũng rất là nhiều. Các bạn chịu khó nghiên cứu trong cái video clip trước mình đã hướng dẫn kỹ rồi nha. Còn cái này thì mình video này thì mình chỉ test nhạc thôi. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bài test cũng như Sensui QRX 5500. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo cái số điện thoại trên. Đừng quên bấm nút like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh Nguyên Hồng Audio nếu bạn nào chưa đăng ký. Nhân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.